tôi chuyển đến cùng tòa nhà với sư phụ vào tháng 1 năm 1966. Ngài đang sống trong một phòng lớn ở tầng 1, còn tôi thì thuê chung một phòng cùng một nhóm sinh viên khác. Trên tầng 2 có nhà bếp chung. Ngài là một nhân vật rất thú vị, đặc sắc. Ngài không giống như những người khác đang sống trong khu ổ chuột ở thành phố San Francisco. Từng có đủ loại tin đồn xoay quanh Ngài là ai và Ngài đang làm gì ở đó. Nhưng không ai trong chúng tôi nói tiếng Trung Hoa giỏi cả. Ngài nói tiếng Anh cũng không giỏi lắm, và vì thế thật khó để giao tiếp với nhau. Và để hiểu được thế giới của Ngài, và tôi đã thâm nhập vào thế giới của Ngài theo hai cách. Một là thỉnh thoảng khi có những ngày lễ Phật giáo và có 10 hoặc 15 đệ tử của Ngài từ khu phố tàu đến. Họ sẽ mời chúng tôi ăn trưa, và chúng tôi có chút hiểu biết về ẩm thực chay ngon lành của Trung Hoa. Đó là ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nói. Và cách còn lại là, họ bảo với tôi là hằng ngày Ngài sẽ mở cửa vào lúc 7 giờ. Quý vị có thể ngồi thiền cùng Ngài khoảng một tiếng đồng hồ, từ 7 giờ đến 8 giờ. Ngài mở cửa như vậy mỗi tối. Tôi có chút lo lắng, vì lần đầu tiên tôi bước vào trong thì phòng đó không có nhiều ánh sáng. Phòng khá tối và Ngài ngồi thiền trong tư thế kiết già. Nên quý vị chỉ cần bước vào và ngồi thiền trên những chiếc đệm này, xong rồi thì rời đi. Và đó là một cách khác để tôi hiểu hơn về Hòa Thượng. Bởi vì ngay khi tôi ngồi xuống, thì năng lượng khác biệt hơn rất nhiều so với lúc tôi ngồi thiền tại trung tâm thiền San Francisco, và tôi đã mất khoảng 6 tháng để thực sự cảm nhận được Ngài là ai. Cho dù trạng thái thiền định của tôi có sâu đến đâu, tôi vẫn có thể cảm nhận được Ngài chính là chất xúc tác giúp tôi tiến bộ trong quá trình thiền định. Ngài thật sự luôn ở sâu trong tâm trí tôi hơn là chính tôi. Quý vị biết không, điều đó rất thú vị. Tôi chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như vậy trước đây. Và hầu hết các đệ tử của Ngài ở khu phố tàu đã không đến thăm Ngài thường xuyên, và họ cũng không đến cúng dường nhiều. Và vì thế, Ngài đã có một khoảng thời gian rất khó khăn. Nhưng tôi nhận thấy rằng bất cứ khi nào có ai mang thực phẩm đến, thì lại có thêm thức ăn, vì hầu hết những người sống trong tòa nhà này đều rất nghèo. Hòa Thượng lúc đó cũng không có nhiều đệ tử hỗ trợ Ngài, hoặc họ cảm thấy rằng điều đó quá khó khăn khi đi từ khu phố tàu đến khu Fillmore. Và thế là toàn bộ tòa nhà trong tình trạng nghèo khó. Đó là tòa nhà kiểu Victoria đổ nát với rất nhiều dáng. Và mọi thứ luôn trong tình trạng huy hoại vì tòa nhà quá cũ kỹ. Ngài ở tầng thứ nhất, còn trên tầng 2 là những sinh viên trẻ tuổi này. Trên tầng 3 thì có những người đàn ông da đen nghèo khổ đã nghỉ hưu. Và họ đã ở đó trước khi Ngài dọn đến ở tòa nhà này. Và họ vẫn luôn sống ở đó, cho nên mỗi khi nào Ngài nhận được thêm thực phẩm cúng dường, Ngài sẽ thỉnh thoảng mời chúng tôi đến dùng bữa và nấu ăn cho chúng tôi. Chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng thức ăn thì ngon vô cùng. Và đôi khi vì có một khu bếp chung ở tầng 2 và một bếp chung ở tầng 3, nên Ngài sẽ mang phần thực phẩm dư ra đó đặt vào trong bếp để mọi người có thêm thức ăn. Và mỗi khi Ngài có thêm tiền cúng dường, Ngài sẽ mua 2 bao gạo loại 100 pounds, và Ngài sẽ đặt một bao trong bếp trên tầng 2 và một bao trong bếp ở tầng 3 để mọi người ít ra cũng có gạo để ăn. Nên điều đó đã gây ấn tượng lớn với tôi, cũng như một ấn tượng ban đầu về lòng vô ngã. Sau khi tôi hiểu thêm một chút về Ngài là ai, và sau khi tôi cảm nhận được chúng tôi chia sẻ không gian thiền với nhau, và phần sau đó là dần dần phát triển ý niệm, là tôi không có gì phải sợ Ngài.
và Ngài luôn quan tâm đến điều tốt nhất cho tôi. Nên tôi có cảm giác rất gần gũi, ấm áp với Ngài. Đồng thời tôi cũng cảm thấy như mình có mối tương quan với Ngài theo cách mà những người khác trong tòa nhà không có được vì họ chưa bắt được tần số của Ngài. Nên tôi bắt đầu cảm thấy mình thật đặc biệt. Bởi vì tôi đã phát hiện ra những điều này về Ngài mà những người khác không biết. Và tôi đã có những trải nghiệm thiền định này với Ngài. Vì thế, sau khi tôi quy y, một trong những bài học đầu tiên mà sư phụ đã dạy tôi là tôi chẳng đặc biệt chút nào. Và rồi chẳng có ai đặc biệt cả, và tất cả chúng ta đều bình đẳng, và tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Và thế nên đây là một dạng kiêu ngạo của tôi mà tôi phải buông bỏ nếu tôi thực sự muốn học với Ngài. Lúc này là vào những ngày đầu tiên, sư phụ thật sự đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho chúng tôi. Và rồi sau đó, quý vị biết đấy, sau nhiều năm, ngày càng có nhiều người đến học với sư phụ, và chúng tôi tình nguyện tránh ra để dừng chỗ cho những người khác được gần gũi với Hòa Thượng, để Ngài có thể dạy họ một cách trực tiếp hơn. Ngài sắp xếp thời khóa cho khóa giảng kinh Lăng Nghiêm mùa hè theo cách mà tất cả chúng tôi đều có thể tuân theo. Nhưng lịch trình đó đã thúc đẩy chúng tôi thêm một chút. Và Ngài còn khuyến khích chúng tôi luôn tự mình thí nghiệm. Ngài không phải là người chỉ biết nói rằng ta ở phía trên này và các con ở phía dưới. Và các con hãy làm bất cứ điều gì ta bảo các con làm và đừng thắc mắc về việc đó. Ngài không bao giờ như vậy. Ngài luôn muốn chúng tôi khám phá Phật Pháp từ bên trong. Và luôn khuyến khích chúng tôi suy nghĩ về những gì Ngài đã dạy bảo và áp dụng nó vào cuộc sống của chúng tôi. Và Ngài đã vô cùng kiên nhẫn, cố gắng giúp đỡ mọi người thoát khỏi những hố sâu nghiệp chướng này mà họ đã tự đào ra cho mình. Và Ngài đã rất cố gắng giúp đỡ mọi chúng sanh, bất kể họ ở đâu. Ngài đều giúp cho họ bớt khổ khổ đau hơn phần nào. Không có gì quá đặc biệt về những trải nghiệm thiền định của tôi trong những năm qua. Và tôi đặc biệt cảm thấy điều quan trọng là đừng tập trung quá nhiều vào những cảm nhận đặc biệt. Vì trong văn hóa Mỹ, tôi nghĩ rằng điều đó thật đặc biệt đối với thế hệ tôi. Quý vị có thể tự trả lời. Một trong những trở ngại mà chúng tôi đã gặp phải trong việc hiểu Phật Pháp là nghĩ rằng đó là những trải nghiệm phi thường. Và tôi nghĩ một trong những bài học chúng tôi học được từ Hòa Thượng là đó không phải là về những trải nghiệm phi thường, mà đó là về sự tương tác hàng ngày với mọi người và với môi trường theo những cách rất rất là bình thường. Ví dụ, Ngài đi vòng quanh và nhổ cỏ dại từ những vết nứt trên đường, trong khi những người khác thì nghĩ rằng họ quá bận để làm việc đó. Những điều như thế, và hãy tử tế với mọi người dù thế nào đi chăng nữa. Và không bao giờ bị kỷ, chỉ nghĩ đến riêng mình. Những điều này là những bài học giá trị mãi mãi. Đối với cá nhân tôi, đây là những điều quan trọng nhất, không phải những trải nghiệm hào nhoáng. Tôi cho các bạn một cái nhìn thoáng qua khác về sư phụ chăm sóc môi trường. Một đêm nọ ở Diệu Ngữ Đường vào giữa mùa đông, Ngài bảo tứ chúng, Ngài nói chúng ta đang trải qua một mùa đông rất khắc nghiệt. Chim sẽ khó sống sót trong mùa đông lạnh giá này. Vậy các con hãy ra ngoài và lấy một ít ngũ cốc cho chúng.
và trì chú vào ngũ cốc, rồi rải ngũ cốc đó trên đường để không có hạt nào bị lẫn vào trong đám cỏ. Và Ngài chỉ chỗ cho họ rải để chim có thức ăn mà ăn, để chúng có thể vượt qua mùa đông này. Có lẽ quý vị chưa từng nghe qua câu chuyện này, nhưng đó là lời quan tâm hàng ngày Ngài dành cho tất cả chúng sanh. Là điều tôi thấy quan trọng hơn rất nhiều, quan trọng hơn việc sư phụ đã làm điều kỳ diệu này hoặc chữa những căn bệnh nan y kia hoặc những thứ tương tự. Tất cả điều đó là sự thật, nhưng điều đó có thực sự là thông điệp chính của Ngài không? Tôi không nghĩ vậy. Tất cả Phật Pháp mà tôi đã được học, tôi đã thực hành theo đó chưa? Mỗi ngày quý vị nên tự mình kiểm điểm lại. Đừng nên truy cầu thần thông gì cả. Hay những diệu dụng gì cả. Hay là nghĩ làm thế nào để mình có thể có được những lợi ích từ Phật Pháp. Đừng nên nghĩ về những điều như vậy. Quý vị chỉ cần có thể sửa chữa lỗi lầm của mình và làm mới lại mình mỗi ngày. Hãy làm mọi việc đúng theo Phật Pháp. Và hãy ngừng làm những điều không phù hợp với Pháp. Nếu quý vị thực hành đúng theo như thế, từ sáng đến tối, từng giây, từng phút, luôn giữ chánh niệm trong hiện tại, quý vị cần phải dụng công từ chỗ này khi đi, đứng, nằm, ngồi. Liên tục tự kiểm điểm về lỗi lầm của chính mình. Nếu quý vị có thể thực hành như thế, thì nhất định sẽ tương ưng với Phật Pháp và nhất định sẽ đạt được thành tựu. Ha ha ha,